chào các cô chú, các anh chị, các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube BABYBUSH CHANNEL. Hôm nay mùng 1 Tết đó, thì cả gia đình bốn chúc các cô chú, cả nhà được bình an, hạnh phúc, vui vẻ, an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý. Hôm nay gia đình bốn mùng 1 Tết đi chùa. Chào các cô với con. Chào cô chú, chào các bạn. Xuống, ông xuống, ông xuống. Thôi mẹ bốn dẫn cô chú đi chùa nha. Nay thành phố bị giới nghiêm rồi, cách ly không được đi đâu hết. Thank you.
ơi, dẫn mấy đứa nhỏ đi được vòng nè cô chú, được bao lì xì, đi được có nhà thôi, nên là dịch không có được đi đâu hết và không được đi đâu hết, có qua được nhà ông chú cho mấy đứa nhỏ được đi đây lì xì, may mắn đầu năm. Mẹ bốn cũng máy bay cô chú nha. Mùa một nhà mẹ bốn đi chùa dưới qua thăm được nhà ông chú thôi, thấy được bao lì xì. Máy bay và nhớ like và đăng ký kênh giúp cho mẹ bốn nha.